Và đây Thảo đang đứng trước ngay chỗ làng hoa Sa Đéc nè. Thì Thảo đã đi vào cổng hoa rồi. Nếu như các bạn đã xem cái vườn trà là đó thì Thảo đã có chia sẻ trước cái cổng hoa đó. Nếu như các bạn chưa coi thì hãy vô đó và coi ha. Đây là cái trường tiểu học nè. Và mình đi vô cái cổng đường này nè. Cổng này là đi dọc vô mé sông ha các bạn. Và đi thẳng vô trong đó. Và đây là con đường thứ hai, mình đi qua cầu Nàng Hai rồi chạy thẳng qua tới Bùng Binh rồi đi lên đường Cao Lãnh á. Thì đường này nó cũng vào trong cái nhà úp ngược, nhưng mà nó sẽ là quẹo nhiều hẻm để mình vào được tới cái nhà úp ngược. Và ở đây thì mình có hai sự lựa chọn và hai con đường mình đi vào trong nhà úp ngược ha. Thì chỗ nào thì mình cũng đi đến cái nhà úp ngược thì cái cây số nó cũng vẫn bằng nhau. Tới đây cũng khoảng tầm 2 km rồi đó, nhưng mà không thấy cái nhà úp ngược ở đâu, cho nên Thảo ghé lại thăm hỏi. Anh cho chị hỏi cái nhà úp ngược nằm đâu. Lúc này Thảo đã hỏi xong rồi, cái chị đó chỉ cho Thảo là đi tới một chút rồi mình quẹo vô cái đường hẻm nữa, là đi thẳng cái đường hẻm rồi xong qua cây cầu rồi quẹo tay trái là tới nhà úp ngược. Đường này thì chỉ đi xe hai bánh thôi ha, còn đường đầu tiên Thảo chỉ thì mình đi xe bốn bánh được. Và tới điểm này thì Thảo sẽ quẹo qua cái con hẻm này. Nó nằm cách cầu Nàng Hai khoảng 2 km, phải đi vào con đường nhỏ nữa. Thì các bạn đi tới tầm 2 km, các bạn hỏi người ta, cái người ta sẽ chỉ bạn đi vô cái đường trong làng hoa nha. Bây giờ thì hai mẹ con Thảo đi vô trong làng, trong nhà úp ngược rồi sẽ quay tiếp cho các bạn xem ha. Ở đây mẹ con Thảo vừa đứng trước cổng số 1 khu du lịch Sa Nhiên Rạch Đăng á, là trong đây là nhà úp ngược. Ở trong nhà úp ngược có bán cơm trưa, cà phê, lẩu hải sản, trà sữa và nhận tiệc cưới nữa đó nghe các bạn. Sa Nhiên Rạch Đăng, nhà úp ngược, hang vô cực. Và đây là địa chỉ nơi đây á. Rồi các bạn có đến đây thì hãy xem địa chỉ này ha. Mình mở Google lên là họ chỉ tới nơi luôn. Vô nhà úp lật đó em.
sơ đồ để mà mình vào trong nhà ướt ngược đó. Ở đây có chỗ để xe hai bánh đây, xe bốn bánh ngoài kia. Ở nơi đây thì rất là yên tĩnh luôn ha. Rồi để mẹ lấy cái nón xuống. Em là nhân viên đây hả? Dạ. Ừ. Chị mới tới lần đầu. Dạ. Rồi giá vé chị là 60 phòng, còn bé em bé miễn, miễn hả? Rồi dạ. Cảm ơn. Rồi, em cứ là phía xe, còn mình vào quầy mình mua vé tham quan chị nha. Rồi. Chú không quan trọng không? Ẩm giùm chị. Cảm ơn em. Dạ, không có chuyện chị. Em làm đây chắc lâu ha. Dạ. À chưa đúng đó. Đây mình có hai loại vé chị nha. Ừ. Loại 60.000 là mình gồm có nhà ngược với thuyền bồm. Ừ. Xung quanh nhà ngược thuyền bồm là mình sẽ có những cái tiểu cảnh nhỏ. À. Rồi còn này là loại vé 30.000 này chị, gồm có những cái tiểu cảnh nhỏ ha. Ừ. Với lại bộ sưu tập xe và hoa. Nếu mà mình đi hết luôn toàn bộ thì là một người 90.000 ạ. Đi hết là 90.000 luôn. Dạ. Ừ. Và lúc này thì Thảo đã mua vé xong rồi ha. Thảo đi hết chỗ này thì tiền vé là 90. Hồi nãy cô nhân viên có giới thiệu những nơi mình tới đó. Các bạn có thể chọn chỗ 60, 30 đều có luôn. Hoa 10 giờ. Giờ này thì trời vừa mới tạnh mưa đó, cho nên Thảo thấy thời tiết rất là mát. Nên hai mẹ con Thảo rủ nhau đi qua đây. Chào mẹ nha. Xung quanh đây họ trồng cây cũng khá là đẹp. Rồi các bạn có nghe tiếng ve kêu e e đó không? Đó, tiếng những chú ve đó. Rồi có con sông nhỏ nơi đây nữa nè. Lâu lắm rồi Thảo mới nghe được cái âm thanh của tiếng ve kêu. Chào mẹ ha. Đó, lại đây, lại đây. Đi té hoài luôn á. Ở đây có cây hoa. Tưởng là hoa anh đào thiệt. Nhưng là người ta gắn bông vào á các bạn. Có xích đu nữa kìa. Các bạn ơi, đây có con cá rô. Nó trời mưa nó nhảy từ dưới sông lên nè. Ơi, nó đâm con á. Để mình bắt bỏ xuống dưới ao nghe. Đừng có dãy nha. Rồi. Đi. Đi, đi cá ơi. Đi nha cá. Rồi. Mình cho em cá này xuống nha. Đây là hồ nó cạn á, cho nên chú cá rô nhảy lên rất là dễ. Đi con. Xong rồi. À. Bé Út đang đi giữa cái làng hoa luôn. Rồi. Ảnh khoái đi trên mấy cục đá nè. Giữ được cái bụi tre nè. Đẹp quá ha. Rồi bên kia có vòng hoa nữa. Những chỗ này chụp hình rất là đẹp. Nãy giờ thì Thảo mới quay vòng vòng cái khuôn viên này thôi, chưa đi tới đâu hết á. Đi theo mẹ nè.
khuôn viên này hoa nhái nè, đẹp quá ha. Rồi trai Thảo đi vô đây rồi đó. Ồ, đầy đủ màu sắc luôn. Ngôi nhà rông đầy đủ màu sắc, đẹp quá. Đi quanh kia. Bữa nay cho bé Út làm hướng dẫn viên du lịch nha. Đâu có chui vô đó được, đi qua bên đường kia kìa. Đi từ từ. Té hoài luôn á. Hôm nay ảnh té liên miên. Thôi giờ đi ra nè. Đi. Được rồi. Quay chỗ này cho cô chú xem chút xíu vậy thôi. Quay nhiều quá cô chú chán không có coi đó. Ôi có cái ghế khổng lồ luôn nè. Cái ghế khổng lồ kìa con. Yên bình cho cái tâm hồn mình nó thấy thoải mái. Rồi con dẫn tiếp tục mẹ đi tới đâu nè. Đây họ trang trí rất là tinh tế và đẹp mắt. Thôi đi, đi lên. Đó. Đừng cái đầu. Thôi con đi lên đi. Ơ, đợi mẹ. Rồi, nhím tay mẹ nè. Đi từ từ thôi nha, có chừng té nha. Cảnh ở đây đẹp quá. Con trai lại muốn lên trên đó nữa hả? Đi. Có chừng té đó. Cẩn thận nha con. Ở đây, khoan. Nè, đi lại đằng kia kìa. Nè. Đẹp chưa? Xích lại đằng kia một chút. Con lên đây nè, không. Không có leo lên đó. Con leo lên đây. Nè, lái tàu đi. Lái vậy nè. Chưa. Làm thuyền trưởng lái tàu luôn. Đó là trên đầu tàu nè các bạn. Và xung quanh nơi đây là làng hoa. Tất cả nơi đây những nông dân người ta trồng về hoa rất là nhiều ha. Người ta sinh sống vào cái nghề trồng hoa luôn. Này bên dưới khuôn viên nè. Nhấn tay mẹ. Nãy mình đi lên rồi, giờ mình đi xuống đường này. Con phải vịn cái tay một bên, con vịn. Con vịn vô cái thành cầu thang đi. Đi nè.
đi ra đây, ra đây. Có những trái bi nữa nè. Đẹp quá nè. Cái con sao biển, con tôm bám vào trong những cái thuyền. Nó có, nãy mình đi rồi. Giờ mình đi xuống. Đi bên đây nè. Ê da. Và cái phòng này là cái phòng của thuyền trưởng. Nơi đây có những cái chậu hoa và trang trí rất là đẹp. Những con thuyền, tủ để sách nè. Và có bức tranh của Elizabeth. Rồi, đi tới một chút đi con. Khá là đẹp ha, kim tuyến nổi nổi lên, chúy ché. Ở đây có cái đèn dầu thời xa xưa. Không, lại đây. Ở đây nữa ha. Cái kiếm của thuyền trưởng. Học nhà cho báo. Quá đụng mạnh vô con. Những bông hoa còn vàng. Đó. Đá quý. Vàng bạc đá quý. Đựng trong những cái gương. Và thần trưởng ở đây cai trị là một chú gấu. Rồi, mình đã tham quan nơi này, giờ mình tiếp tục đi nhé. Đi, đi con. Nín tay mẹ nè. Đi từ từ thôi nha. Rồi, đi. Mình tiếp tục đi qua gian phòng khách nha. Gian phòng khách nơi đây là gì? Có chú khỉ á, leo cây á con. Con leo lên đó ngồi đi. Kìa. Thằng đó đó. Nè. Ở chỗ này nè. Ngồi lên. Ngồi lên. Rồi. Đi tiếp đi. Nhím tay mẹ nè. Rồi, tiếp tục thả mời cả nhà đi tiếp gian phòng khác nha. Và gian phòng này thì nó có những cái gương gỗ đặng đựng vàng bạc đá quý của chiếc thuyền đánh cá này hay là thuyền của cướp biển gì á. Rồi. Không, mình không lên đó nữa. Mình đi rồi. Wow, nơi đây thì một cái văn phòng để cho những người mà thuyền trưởng nè, rồi thủy thủ, thủy thủ nè, lên đây ngồi uống rồi làm tiệc tùng. Trông khá là đẹp luôn. Rồi đi vô con, nhím tay mẹ. Thôi. Nhím tay con té đó. Ra nhiều rắc đơn. Mà cái cổng vào là gì? Rồi đi với mẹ nè.
cái chỗ này trơn lắm các bạn, có mưa nữa đó, cho nên Thảo đi phải vừa nắm tay bé Út, thôi là bé Út té. Họ trang trí cũng đẹp lắm, như một con thuyền thật vậy đó. Và đây có lò sưởi nữa nè, khi mùa đông tới hay là trên biển giá lạnh đó, người ta sẽ sưởi ấm. Rồi đây là quầy bar. Rồi mình tiếp tục đi qua căn phòng khác đi con. Vậy là kết thúc cái con thuyền này rồi đó, mình sẽ đi qua cái khu vực khác nha. Giờ mình đi ra cũng lối vào lối ra chung một chỗ luôn. Đi tiếp con đường này. Đi. Con đi theo những cái cục gạch này nè. Đó, ừ, đi đi. Đi đi. Bên dưới con thuyền là mặt biển xanh, trông rất là mát mẻ luôn. Giờ mình tiếp tục đi qua cái khu nhà lạc. Nắm tay mẹ. Ảnh không cho nắm tay. Ở đây có khu vui chơi nhỏ nhỏ cho các bé nè. Ê, té đó. Giờ này chỉ có hai mẹ con Thảo vô đây thôi. Tại vì trời, thời tiết nó không có đẹp. Đòi vô đây. Đây có nhiều cây cảnh đẹp lắm nè các bạn. Rồi đi nè. Đây là lối vào khu 2. Đi con. Rồi, tiếp tục đi. Nhà úp ngược vô đường nào em? Rồi. Dạ. Yeah.
Đi theo mẹ nè, đi đây. Con lại ghế đó ngồi kìa. Chị lên luôn không?
ở dưới hồ đó, có một con cá các bạn đang bơi kìa, bơi bơi và cái bụng nó phình to luôn á. Thì sau khi đã ghé thăm nhà Úc Lượng Ngược rồi, giờ mẹ con Thảo đi vô bên trong nè cho các bạn xem. Có đây có chuồng thỏ rồi chuồng dê nữa. Rồi con đi trước đi nè. Chuồng thỏ, sa mạc, chuồng cừu, đi con. Nhìn nè, kiếm chị hả? Xong rồi đi, không đi vô đây nè, đi vô đây mẹ đi ạ. Ở đây có cây cầu bắc lên thiên đường nè, đi đi. Bên đây là sa mạc Sahara. Trồng xương rồng, biểu tượng nhìn biết là ngay sa mạc luôn ha các bạn. Những cái tiểu cảnh trông rất là dễ thương. Và cây xương rồng còn có trái nè, và trái cũng ăn được đó nha. Nó có trái vàng. Thôi con, mình ghé mỗi nơi một chút chút vậy đó, là giống như Thảo sẽ quay hết toàn cảnh ở đây. Cái này cây dương sỉ nè các bạn. Bên đây có cây mọc nấm dễ thương quá. Và trong kia là cái chuồng thỏ. Wow, trông khá là dễ thương luôn á. Con trong đi. Thấy cưng quá nè. Anh thấy mấy thỏ con kìa, anh chăm chú. Cưng không? Bắt con về nuôi nha, anh chịu không? Hả? Thấy thương quá nè. Dạ, ảnh mê mấy con thỏ này rồi, kêu đi không biết đi không. Trong kia là có chuồng dê nữa đó. Thôi giờ đi nha, rồi mình đi tiếp tục. Nó cắn á. Thôi thôi đi 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 nha. Hai mẹ con leo rào vô. Chưa chưa, ở đây họ có trồng cây cam nữa nè các bạn đó. Cam ngọt. Giờ tiếp tục mình đi nha. Đi. Ở đây có những tổ chim nữa nè. Con lại coi có con chim nào trong đó không? Có không? Không có hả? Ơi, nhìn vô kiếm không có con chim nào hết trơn. Thôi mình đi tiếp đi. Đi vào trong đây, đi. Đi với mẹ. Ôi, con nói là con gì mình không biết luôn. Nó chạy lăng xăng lăng xăng. Như gọi là con gà nước thì phải. Các bạn nào biết con này tên gì cho Thảo biết nha. Thảo thật sự là không biết nó. Bên kia là gà tre kìa. Đây là chỗ ăn thóc, ăn nước cho những chú gà nè.
Rồi, đi vô đây. Vô đây với mẹ. Đi. 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 Nín tay mẹ. Bây giờ đi vô chuồng dê. Ý, chuồng con cừu. Vậy mà nãy giờ Thảo tưởng con dê. Sao tiếng kêu giống như con dê vậy ta? Mà lần đầu Thảo đến gần con cừu luôn á. Bây giờ đi, đi vô đây. Không sao. Vậy kia là phía sau luôn, không còn gì nữa. Vậy là chỗ này là điểm sau cùng của nhà Úc Ngược nha các bạn. Rồi, đi. Đi trở ra. Có một bé nhân viên đưa mình cây dù, sợ là mưa. Ở đây là giúp đỡ rất là ăn cần luôn á. Cảm ơn em. Khoái lắm á. Quậy là khoái lắm á. Thôi đi con, đi. Đi. Thì con cầm đi, mẹ cầm phụ. Rồi đi đi. Đi. Cầm không nổi đâu á. Tí hon cầm cái dù khổng lồ. Mưa bây giờ là cũng gần nặng hạt rồi đó. Giờ Thảo với bé Út trở về nhà. Rồi thì mình sẽ đi qua cái khu này nữa. Đây là cái khu vực sau cùng mình ghé cái ngôi nhà Úc Ngược. Đó là địa điểm thứ hai, này địa điểm thứ ba. Nuôi qua đây nè con. Nè. Vô đây. Đẹp quá nè. Con ngồi đi, mẹ chụp hình cho. Qua đây. Xe đạp đẹp quá nè, gắn bông hoa. Rồi, đi lại xe hơi đi. Rồi. Tiếp tục. Mình đi vô trong kia nữa. Đi con. Nè, đi đường này nè. Đi. Vô xe bullet nữa kìa. Có xe buýt ba nữa nè. Rồi, xe bullet nữa nè. Rồi, không có đụng mạnh. Xe bullet này giống như của bên Đức á. Uầy, chiếc xe này rất là xưa luôn ha. Rồi rồi, mẹ đi theo nè. Xe gì nhỏ xíu nè con. Ôi, không có kéo được đâu. Kéo nặng lắm. Thôi mình không có kéo xe. Ồ, chiếc xe này xích lô. Xe gì cũng có hết. Đây người ta trồng sen. Con ngó sen, búp sen nè.
Ôi, xe này lâu lắm rồi luôn á. Đẩy không nổi đâu. Không muốn đẩy hả? Ừ, nè, qua nhà kia nữa kìa. Đây nè. Đây nè. Chỗ này nè. Ừ, con vô đó đi. Vô trong đó kìa, có cái ghế kìa. Con vô đó đi. Nè. Hello. Nè, nhìn mẹ. Hello. Ở đây có dây hoa đậu biếc nữa nè các bạn. Có trái khô. Đẹp quá ha. Rồi đó. Xung quanh cái chỗ này là để những cái xe cũ Connexion á. Và cái địa điểm này là địa điểm sau cùng luôn. Hoa màu tím. Ừ. Đi ra ngoài đây. Không thôi cái chân con kẹt vô cái đó. Rồi đi. Đi ra nè. Xong rồi. Đi. Na 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 na. Đây mẹ con Thảo ngồi trước chiếc xe đạp rất là dễ cưng luôn. Ngồi đây nghỉ mệt chút xíu. Con trai hái được bông hoa màu tím ha. Và sau khi đưa các bạn, các cô chú anh chị đi tham quan ngôi nhà lạc ốp này á, thì cái điểm này là điểm sau cùng. Và video của Thảo đến đây xin tạm dừng ha. Và khi mà các cô chú anh chị mà muốn đến cái điểm du lịch này thì Thảo sẽ để cái địa chỉ bên dưới cái phần mô tả đó. Thì khi mà mình đi vô làng Hoa thì mình sẽ đi thẳng gần cuối con đường á, khoảng tầm 2 km thì sẽ tới cái nhà úp ngược này. Thì chỗ này nó có 3 địa điểm. Cái chỗ đầu tiên á thì là mình vô cái con tàu, có tàu biển đó. Rồi cái địa điểm 2 á là nhà úp ngược, và địa điểm 3 là cái chỗ này Thảo đang ngồi nè. Và chỗ này nhân viên tiếp đón mình rất là nồng nhiệt và người ta phục vụ rất là vui vẻ. Khi mà mình vô ngôi nhà lạc đó, úp ngược đó, thì họ sẽ hỗ trợ cho mình chụp phim nè, chụp hình nè, quay phim nè. Thì rất là hay luôn. Và Thảo rất là ưng ý cái nơi du lịch này. Và nếu như các bạn thấy thích chỗ này thì các bạn đi đến làng Hoa Sa Đéc thì các bạn nên ghé qua đây. Vô đây thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng tất cả nơi đây mà trong phần video Thảo đã giới thiệu phía trước cho các bạn đó. Và khi mà trời mưa đó, nhân viên đưa cho Thảo cái dù nữa. Thảo rất là vui và bất ngờ về điều đó. Và cách phục vụ nơi đây rất là vui vẻ và ân tình. Và mẹ con Thảo xin chào tạm biệt cả nhà ha. Nếu như các bạn thấy thích video của mẹ con Thảo thì đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè người thân yêu cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh và ấn luôn cái chuông bên dưới, để mà mỗi khi Thảo có video đó, YouTube sẽ gửi thông báo cho đến các bạn thật là sớm luôn. Và như các bạn có các bình luận nào mà yêu cầu Thảo review về miền Tây Nam Bộ, những món ăn, những trái cây thì cứ để lại bình luận. Thảo sẽ trả lời một cách sớm nhất và sẽ đáp ứng những bình luận đó trong cái tầm khả năng của Thảo ha. Và bây giờ Thảo cảm ơn cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.